này 58 chip play together sẽ như thế nào? Let's go cùng anh Nhân nha. Bây giờ mở tất cả các quà thưởng ngày hôm qua nha. Trời ơi, quá trời quà luôn, quá trời thẻ luôn. Trời ơi, thẻ quá trời để làm cái gì vậy các bạn? Bây giờ 120 thẻ phải không? Bây giờ đọc thư của các bạn nha. Bạn gấu con nè. Hello anh Lê Quang Nhân, cảm ơn em nha, đã tặng anh món quà. Cái gì đây đầu lâu? Trời ơi, Hồ Thanh Phong, chào bạn xíu nè, 17033 gì nè, quá trời số luôn nè. Chào bạn xíu dễ thương nha, nhớ comment về YouTube anh mỗi ngày nha. Chào bạn me chu lè chu lét nè. Nít dễ thương quá ha. Cái ngọc rồng là dùng để làm cái gì trời? Ồ, tại xưởng chế hả? Ok, chào bạn 12 tháng 11, chào em hâm mộ anh 2 năm rồi. Kết bạn với anh hả? Chào em nha, cảm ơn em đã hâm mộ anh nha. Nhớ comment anh mỗi ngày nha, bạn Thảo Cute nè. Cảm ơn món quà của bạn Thảo Cute nha. Trời, bạn Khoa đẹp trai nữa nè. Chào anh Nhân nha, chào em, dễ thương. Wow, lại nhận món quà đầu lâu nữa. Em hâm mộ anh 2 năm rồi, cho em đăng ký nha. Ok, em đăng ký anh đi, anh mừng á. Minh Phúc PT, chào em. Trời, bạn Minh Phúc ngày nào cũng tặng quà. Cảm ơn em Minh Phúc ơi. Rồi bạn Fly Khánh nè, chào em. Hello anh, chào bạn Mon nè. Chàng bạn người yêu Việt của Bunny nè. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn cứ gửi thư là Nhân sẽ đọc hết, Nhân đưa các bạn lên TV hết luôn nha. Được chứ nào, cảm ơn một món quà mới của một bạn nữa nè. Yeah, trời quá trời quà luôn. Rồi bạn Hứa Di Khôi nè, chào bạn Hứa Di Khôi Fly nha. Rồi cảm ơn món quà của em. Còn bạn nào nữa không? Bạn Mon, rồi đọc hết rồi. Bây giờ còn ai nữa? Ủa còn quá trời nữa nè. Bạn Tony nè, tặng anh nè, nhớ các bạn. Trời ơi, bạn Tony tặng anh nguyên cái khung cửa 3000 tiền sao luôn, quá đã. Chào các em nha, anh xuống sẽ tặng lại quà lại cho các em, yên tâm nha. Cup Bettina nè, chào em. Trời ơi, đã quá vậy, tặng nhiều món quà đặc biệt quá. Ok, cảm ơn em đã tặng anh một khung cửa rất là giá trị. Rồi bạn Good Devil nè, anh có bạn fan lâu năm lắm rồi, anh muốn đẹp trai ha. Cảm ơn em bạn Good Devil nha. Rồi trời ơi, còn quá trời nít luôn. Hôm nay hy vọng không có bạn nào bị, không bạn nào vô comment anti anh nữa nha. Đó, cái gì bị đi nè, quá trời quá đất nè. Rồi các bạn em nha, chào em. Trời ơi, cảm ơn món quà bánh đầu lâu của em nha. Bạn Rinh nè, bạn Linh nè, em đã ký cho anh rồi, chúc anh sớm đạt 1 triệu sub và có một món quà nhỏ. Trời ơi, 1 triệu sub là ước mơ của anh nha. Cảm ơn em rất nhiều ha. Rồi còn bạn nào nữa không? Bạn Linh nè, rồi bạn Fly With Nine nè. Ok, Fly là gì các bạn hay đặt đầu tên nick quá ha. Fly đẹp quá ha. Rồi bạn gì nè, nhận được 120 thẻ là có được kim cương hả? Làm sao để biết mình nhận được bao nhiêu thẻ? Anh cũng chưa biết anh có bao nhiêu thẻ luôn. Rồi bạn Hưng và Dung Bao, ok, em cứ comment mỗi ngày sẽ các bạn nha. Các bạn nhớ comment và YouTube anh mỗi ngày là được nha. Rồi còn gì nữa không? Quá trời quà luôn. Trời ơi, mở quá trời luôn. Anh sẽ mở tất cả các quà của các bạn. Bây giờ không mở là ngày mai nó sẽ mất quà uổng công của các bạn lắm. Cho nên anh rất là cảm ơn quà của các bạn nha. Rồi tiếp tục nào. Bây giờ là một món quà nữa. Bạn Fly, bạn Phú nữa nè, quá trời bạn luôn. Bạn nào mà có tên trên màn hình, các bạn nhớ comment trên YouTube nha. Em tiết lộ cho anh nè, nếu làm video mỗi ngày hút người xem, anh sẽ có partner 200 kim cương mỗi mùa hả? Làm sao để có được partner, anh đâu có biết cách đâu, chỉ cho anh nha. Rồi còn bạn nào nữa không anh, các bạn em đi em YouTube nè. Cảm ơn em đã xem YouTube của anh Nhân nha, nhớ xem và comment nữa, anh biết luôn nha. Bạn Thỏ Baby Day nè, ok rồi, hộp quà đến đầy đủ rồi ha. Đọc đến đây là được rồi, quá trời quà luôn, quá trời quà luôn. Cảm ơn các bạn đã tặng quà anh mỗi ngày nha. Phải mở hết quà của các bạn thôi là uổng lắm. Ok, cảm ơn đã nhận quà của các bạn nha, dễ thương quá đi, bạn nào cũng dễ thương. Ok, bạn Thương nè, bạn YouTube Phong nè, có bạn nào có tên trên màn hình nhớ comment bên dưới nha, để anh nhớ tên các bạn, nhớ nick của các bạn nha. Mất công tự nhiên một hồi lâu các bạn không comment vào YouTube anh hủy các bạn thì uổng lắm nha. Rồi em tiết lộ cho anh nè, cảm ơn em đã chỉ cách cho anh nha, quá trời quà luôn, cảm ơn các em rất nhiều ha. Rồi có vẻ là rồi còn quà nữa nè. Trời ơi, ngày nào cũng mở thư các bạn lên đọc, các bạn có vui không? Vui thì comment xuống nha. Em rất quý anh hả, cảm ơn bạn bé cái nick này tên là gì anh đọc không được nè, bé mi hay bem hay là gì. Hello Quỳnh Nhi 21 nè. Ok, bây giờ mở kết bạn, yêu cầu kết bạn ra 100 yêu cầu kết bạn rồi. Bây giờ anh sẽ chọn ra một bạn thường xuyên comment về YouTube của anh và anh kết bạn nha. Vì số lượng kết bạn có hạn cho nên mỗi ngày anh chỉ kết bạn được với một bạn thôi nha. Ok, kết bạn xong rồi, bây giờ mình sẽ tặng quà cho một bạn đặc biệt may mắn ngày hôm nay nè. Rồi bạn nào đây. Ok, tặng cho một bạn nha. Rồi chọn cái coi. Ủa sao đứng hình luôn rồi. Ok, chọn nào. Chọn bạn 12 tới gì, 12 tháng 11 gì này, cái nick gì mà số không đọc không được. Cái chữ còn nhỏ nữa, tặng em dễ thương nha. Quang Nhân Play, tặng em cái bánh đầu lâu nè. Yeah, trời không biết chừng nào Play Together mới đổi những món quà này nữa. Tặng bạn thứ hai nha, bạn Bem, bạn bé mơ tờ 66 vậy nè. Tặng em một món quà giá trị luôn, 3000 tiền sao luôn nha. Em là người đầu tiên anh tặng 3000 tiền sao đó, quá đã luôn. Anh sẽ hủy kết bạn những bạn nào không tương tác với anh nha, không bình luận về YouTube nha. Bây giờ làm nhiệm vụ thôi. Yeah, xe đâu rồi? Taxi ơi, cho tôi ké chạy ra biển coi. Yeah, ra biển taxi ơi. Ui, đi nào. Quá đã luôn các bạn ơi. Bây giờ anh sẽ đi ra biển. Ủa sao taxi dừng giữa đường rồi? Ê, sao dừng vậy em? Hết xăng hả? Quá, tự nhiên dừng ngay, trời, nó đang chở mình, đang đi ngon lành. Hết xăng hả?
chạy tiếp đi, dừng làm cái gì vậy? Ôi, tiếp, đúng rồi, chạy tiếp, giỏi lắm. Trời ơi, taxi này tự nhiên đang chạy hết xăng giữa đường. Ok, giống như hôm qua bạn nào chở anh đến hồ bơi, nó quăng anh xuống hồ bơi vậy đó. Nó không chở anh nữa, làm anh bơi thấy bà nội luôn. Ok, chạy đâu vậy em, chạy đâu vậy? Trời ơi, sao cái gì vậy, sao nó vừa chạy nó vừa dừng vậy trời? Ủa, có buồn gì không em, có buồn gì anh không? Mà sao chạy kỳ vậy? Cá B6 là sao, ai biết đâu, anh có bao giờ câu được cá B6 đâu mà hỏi anh cá B6. Ủa, chở đi đâu, trời ơi, nó chạy xuống sông mà chết tôi luôn đó nha. À, chạy ra cái chú này là hình như đi du lịch đúng không? À, anh bị bắt cóc hả? Trời, lại có vẻ bạn mất hài lòng mà chúc bạn đi giờ dạng nghĩa dễ vui vẻ nha. Có nghĩa là tôi sẽ đưa bạn qua một cái hòn đảo đó. À, tức là mình sẽ đi ra một cái hòn đảo để nghỉ dưỡng trong cái game này. Ok, hiểu rồi ha. Ra đảo rồi nè. Máy bay gì bay trong vòng một giây là đến nơi, hay thiệt, không biết ngoài đời có máy bay này không nữa. Nhưng mà bây giờ mình đã đến đảo rồi, có vẻ là mình phải câu cá thôi. Lấy cái cần câu ra nào. À, ý các bạn nãy chở mình là ra đảo. Yeah, ra đảo này đúng không em? Ồ, bạn kia kìa, có cái thuyền kìa, cái thuyền đẹp quá, cho anh lên được không? Cho anh lên ké nha. Rồi, chiếc thuyền kìa, nó bơi, cái tửng, này dễ thương không? Chiếc thuyền rồng. Đã quá các bạn ơi, thuyền này làm anh nhớ đến những cái kỳ mà đua thuyền ở dưới miền Tây á. Người ta sẽ ngồi trên mấy chục người, ngồi trên chiếc thuyền rồng này nè. Chúng ta sẽ bơi đua với nhau. Am về nhất là giành giải thưởng quý giá đó các bạn. Bây giờ câu cá nha, ok câu cá đi nào. Yeah, ồ mà sao nó có hiện cái này. Em đói, ai đói vậy? Hả, em đói lấy đồ ăn cho thú cưng ra. Nhưng mà đang bờ biển làm gì có đồ ăn cho mày ăn. Bây giờ tôi cần câu cá. Ủa mấy cái này để làm gì đây? Cái bánh kem đồ lâu 74 cái rồi. Trời ơi, sao mình có đến 74 cái bánh kem đồ lâu rồi? Bạn nào thích bánh kem đồ lâu anh tặng nhiều nè. Anh có nhiều lắm nè, anh tặng cho các bạn nha. Nhớ comment với phần bình luận YouTube nha, anh sẽ tặng quà cho các bạn. Đi tiếp nào. Ủa sao buồn ngủ rồi, mới chơi mà mấy con thú nó đồ buồn ngủ. Ê, cái bạn đang chở anh, bạn có con chó dễ thương quá, con chó tên là Mít ha. Mít nè. Ô dễ thương quá, nhưng mà anh có con rồng con. Ồ câu cá này các bạn ơi. 500 anh em tập hợp lại, chúng ta sẽ cùng câu cá ngày hôm nay nha. Ngày thứ 58 chơi Play Together. Trời ơi, một thời gian rất là dài đó các bạn. À, bây giờ câu cá nha. Ai, có bạn kia bán bơi dưới biển luôn kìa. Em biết bơi hay quá vậy. Kéo lên. Trời ơi, nó nhấp là mình rung quá. Ủa các bạn kia bạn có cái nón lá dễ thương quá kìa. Ủa các bạn mua cái nón lá này ở đâu vậy? Anh muốn mua một cái nón lá để anh đội lên đầu, nó giống như hiệp sĩ vậy đó các bạn. Ok ha. Các bạn ơi nhớ comment về YouTube Lê Quang Nhân Official nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục câu cá nha. Hy vọng sẽ có những con cá bự thì là bự ngoài biển khơi này, bởi vì công bạn ấy bạn chở anh ra tuốt ngoài đây rồi, quá đã luôn nha. Wow, càng ngày càng đông, quá trời bạn đang tập hợp lại chung quanh anh kìa. Kéo lên, con gì đây, con mực. Ok, tiếp tục câu nào. Wow, quá trời bạn luôn, bắt đầu quá trời thuyền bè rồi tảng băng rồi thuyền rồng rồi cano rồi, quá trời tập trung xung quanh anh luôn. Ok, đông vui nha Quang Nhân Play ơi. Trời sao nó gọi tên anh luôn, nó gọi Quang Nhân Play luôn mà nó ghi ra luôn, ghê thiệt. Chào em nha, cảm ơn em đã hâm mộ anh nha. Rồi ok, đừng có hâm dọa anh là được rồi nha, đừng có chửi anh là được rồi. Ok, anh nói gì anh đi cái trời ơi. Thôi hôm qua anh đã đi khách sạn Hoàng Gia rồi, anh đã làm nhiệm vụ rồi, đừng có rủ anh vô nữa, anh chóng mặt lắm. Nhớ comment YouTube Lê Quang Nhân Official nha. Bạn nào mà không comment là anh không có nhớ nick, và anh không có nhớ nick thì một thời gian anh sẽ hủy kết bạn, thì uổng lắm nha. Anh rất là quý các bạn nên không muốn hủy kết bạn với ai đâu. Ok ha. Rồi em đăng ký rồi, cảm ơn em nha. Trời ơi, dạ rồi, ai cũng đăng ký, ai cũng comment vào YouTube Lê Quang Nhân Official là anh nhớ nha. Để đọc nick của các bạn nè, bạn gấu trắng, bạn hiệu trưởng, quá trời hiệu trưởng ngồi không ăn lương nữa nè. Trời ơi, quá trời tin nick dễ thương luôn, thần tượng nữa nè. Trời ơi, dễ thương quá. Hôm nay các em đi học vui không? Đi học mấy giờ? Ở đây các bạn nào đi học hết chưa thì các bạn comment xuống bên dưới cho anh biết với nha. Vậy, câu cá nhé. Ừ thì đang câu cá này, hỏi câu cá hoài. Quang Nhân ai gọi tên tôi vậy trời? Quang Nhân ơi, biết rồi, đừng có gọi tên nữa, mệt quá. Đang câu được một con cua hoàng đế luôn. Đã, đúng là ngoài khơi có nhiều con bự thì là bự luôn các bạn ha. Có vẻ anh cần phải các bạn nhờ các bạn chở anh ra ngoài biển khơi về anh câu cá sẽ bự hơn ha. Câu được cua hoàng đế luôn. Bây giờ anh cần phải câu 10 con lận nha. Cần phải câu 10 con mới được nha. À, các bạn ơi, anh còn có cái fanpage là Quang Nhân Play đó. Fanpage trên Facebook các bạn nhớ vô anh like cho anh nha. Bây giờ mới có 6 người biết cái trang fanpage đó. Fanpage này bí mật nha. Các bạn mà like anh thì chắc chắn anh sẽ tặng quà cho tất cả các bạn nha. Nhớ là Quang Nhân Play, cái hình đại diện cũng là cái hình đại diện trong YouTube này của anh nha, bên fanpage đó nha. Ok chưa? Rồi được nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trời quá trời tạo. Ý cái con gì mà nó đang thùi lùi, nó đang đậu góc bên phải màn hình, góc màn hình là cái gì vậy trời? Trời con gì mà ghê quá vậy? Nhớ like nha.
nha, nhớ like fanpage Facebook và Quang Nhân Play nha, được chưa, nhớ nha. Bạn nào mà like là nhớ comment vô để anh biết nha. Rồi bây giờ anh sẽ làm nhiệm vụ câu cá tiếp đây, anh cần phải câu 10 con lận. Trời ơi, bạn kia bạn chèo cái thuyền đẹp quá kìa. Cái bạn mạnh kha CR7 nè. Trời, bạn này chắc fan của Cristiano Ronaldo đúng không? Ok, quá tuyệt vời luôn. Bây giờ anh sẽ tiếp tục câu cá nha, câu được quá trời nè, không biết câu được 10 con chưa nữa, cần phải làm 10 con mà lâu lắm luôn đó. Yeah, khu này cá bự không nha, cảm ơn em đã chở anh ra đây nha. Rồi bây giờ câu cá tiếp nè các bạn ơi, sắp đủ 10 con là mình sẽ vô bữa tiệc trò chơi chơi đi. Ok, xong câu cá là mình vô bữa tiệc trò chơi nha. Chỗ này cá bự thiệt, sao cười anh quá trời, ha 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 dữ vậy ta. Rồi qua đây, trời những tảng băng rồi ghê thiệt. Yeah, kết bạn với em gì nè. Rồi em phải comment vào YouTube của anh mỗi ngày nha, anh mới kết bạn được với em nha. Có những bạn comment từ ngày đầu luôn, tức là từ clip số 1 cho đến clip số 58 này anh mới kết bạn đó. Các bạn rất là kiên trì comment vào YouTube của anh luôn thì anh mới kết bạn được chứ. Em nhớ kết bạn ở lộn comment mỗi ngày nha, anh sẽ nhớ nick comment mỗi ngày là anh nhớ nick, là và chắc chắn mỗi ngày anh kết bạn một người thì chắc chắn sẽ sắp tới em thôi, không sớm thì muộn chút xíu ha, em thông cảm ha. Rồi bây giờ tiếp tục câu cá nào. Rồi comment rất nhiều luôn hả, comment rất nhiều là comment từ clip số 1 cho đến clip số 58 nha. Ok, cảm ơn các em rất nhiều đã ủng hộ anh mỗi ngày luôn, dễ thương lắm. Cá bét ca vàng nè, không biết chừng nào phải câu xong 10 con nữa, mệt rồi nha, mỏi tay rồi nha. Rồi chơi trò chơi đi anh hả, đợi anh xíu nha, anh còn câu đến 10 con lận, bây giờ chắc thêm 5 con nữa mình vô tới thì trò chơi ha. Ok, rất là vui luôn, ngày hôm nay anh được chở ra biển khơi và câu cá cùng các bạn. Trời ơi, đã quá, mặc dù anh chưa có đủ tiền mua thuyền nhưng mà các bạn rất là tốt bụng khi mà chở anh ra tuốt tận ngoài biển khơi luôn. Chứ mà để anh bơi ra biển khơi cho anh mỗi hai cái nách, anh đẩy hai cái nách luôn quá, không có câu cá nổi ngoài đây quá. Rồi, ok, hôm qua đó các em, anh tâm sự các em, hôm qua có đứa nó vô, nó anti, nó chửi anh quá trời luôn, mình buồn quá trời luôn á. Không có bạn nào biết các bạn đó, biết các bạn đó ở đâu, các bạn nhớ nha, các bạn nhớ báo cáo đó nha. Trời, tự nhiên nó vô nó chửi anh nè, anh không biết làm sao, anh chỉ lên anh tặng quà cho các bạn mà nó chửi anh không biết nữa. Rồi chơi anh chơi dở nữa ha, mặc dù anh chơi dở thiệt nhưng mà đừng có chơi người ta chứ. Trời, nó nói anh chơi dở rồi mà làm video nữa. Trời, ý nó chơi anh, nó chơi tất cả các bạn luôn á, nói các bạn dở. Trời, các bạn nhớ nha, các bạn nhớ bảo vệ anh nha, nhớ comment mỗi ngày nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục câu cá nha, nhưng mà các bạn nhớ nha, lên comment đừng có chửi nhau nha, dù thế nào chúng ta cũng nói chuyện lịch sự với nhau nha, không là YouTube sẽ block mình mất công uổng lắm á. Nhớ tạo một môi trường lịch sự nha, mình nói chuyện lịch sự cho nó biến nó luôn. Ok rồi, các em ơi có ủng hộ anh không, ủng hộ anh thì làm ơn comment cái coi. Yeah, có, ok, cảm ơn các em nha. Dạ có nè, trời dễ thương, có dạ thưa này kia. Nhớ like nha, like fanpage Facebook Quang Nhân Play nha. Cảm ơn các em rất nhiều ha, mãi yêu anh có chứ nè, trời quá trời comment luôn. Cảm ơn các em nha, dạ, ok. Rồi, cá B6 à, đâu, cá B6 đâu. Em like rồi mà hả, ok, cảm ơn em. Ô, hoàn thành rồi, bắt xong 10 con cá rồi. Bây giờ vô tiệc trò chơi nha. Quá vui luôn. Trời, nói chuyện chúng họ câu mượn cá nào cũng hay luôn. Nhận phần thưởng nào. Bây giờ vô tiệc trò chơi nha. Bây giờ bấm đầu vô tiệc trò chơi đây, anh vẫn chưa biết. Ví dụ anh đang ngoài biển, anh bấm cái ọt như nó bay vô tiệc trò chơi, bấm sao ta. Bây giờ anh cất cần câu nha, cất cần câu vô. Rồi dẫn anh vô tiệc đi bà con cô bác ơi. Ôi trời, bấm chấp nhận cái nó bay anh vô cái chỗ nghỉ dưỡng luôn rồi. Làm sao vô tiệc trò chơi đây? Ý vô được rồi nè. Ai dẫn anh vô bữa tiệc trò chơi vậy ta? Chỉ anh cách bấm vô bữa tiệc trò chơi với số phòng 68 luôn. Trời ơi, 68 số đẹp luôn nha. Số này số kinh doanh phát đạt đó các bạn ơi. Ok, round 1. Bây giờ bước lên tảng băng sẽ dở, không để bị rơi trên từ tảng băng này hả. Cái trò này khá là khó nha, nhưng mà các bạn phải bình tĩnh thì các bạn mới vượt qua được. Rồi bây giờ để coi. Trời, các bạn kế bên anh có đôi cánh rồi kìa. Sao bạn có đôi cánh đẹp quá vậy, thích quá vậy. Ui, bây giờ đi nha. Trời, đừng tảng băng dở nha, té xuống là mệt lắm á, té xuống là quê luôn á. Cùng chơi nha, yêu anh nè, cảm ơn em đã yêu anh nha. Trời, đang chơi băng mà tiện yêu anh, yêu ơi vậy. Trời ơi, té xuống băng bây giờ hết yêu nhau giờ. Tiếp tục nha các bạn ơi. Rồi, trời ơi, chết rồi, qua đây. Ê, đừng có dở nữa, tôi hết cái đường đi qua rồi. Ai, chết rồi, chỗ này nó dở luôn rồi. Từ từ, qua đây, đúng rồi. Quá, chết rồi, trời dở luôn rồi, không nhảy qua được. Ủa, sao té xuống rồi mà vẫn thành công là sao? Ủa, game bị lắc hả? Game bị lắc hả, đúng không mọi người? Sao tự nhiên té xuống rồi mà vẫn success là sao ha? Thú vị. Ok, bây giờ trò hay. Trò mới nè, cuộc đua sân thượng tránh tàu vũ trụ di địch.
Wow, đúng Play Together mỗi đỉnh 58 ngày anh chơi là luôn luôn có trò mới. Trời, không biết tổng cộng Play Together có bao nhiêu trò nữa mà sao anh chơi có một game mà ngày nào anh chơi cũng có trò mới hết. Trời, hay quá ha. Tiếp tục nào các bạn ơi, cái này chơi làm sao đây? Chỉ cho tôi với, cho tôi chạy theo với. À, cho tôi chạy theo với, chờ tôi với. Trời ơi, tôi không biết chạy đâu nữa. Đâu tránh tàu vũ trụ là... Ủa, ôi, trời, sao té cái ọt xuống rồi vậy? Tránh tàu vũ trụ là tránh cái tàu gì ta? À, té nữa rồi. Trời, cái gì vậy? Ủa sao kỳ vậy? Hình như ở giữa khe của hai tòa nhà đúng không? Tự nhiên té vậy trời. Chuẩn bị lại nha, 1, 2, 3 nhảy. Đúng rồi, lên cầu thang. Đúng rồi, chuẩn bị nha. Qua cái thanh lan can này té lò bắn học nha. Từ từ, tránh đường đi với. Wow, chuẩn bị nào, 1, 2, nhảy qua lan can. Đúng rồi, nhảy, đúng rồi. Quá hay. Tiếp tục, đừng có chiếu tôi nha. Ý là tránh ánh đèn đúng không? Tránh ánh đèn. Được, tránh ánh đèn nha. Wow, cái thanh lan can bắt qua giữa hai tòa nhà kìa. Trời ơi, chuẩn bị nha, 1, 2, 3, đừng nha, ánh sáng kìa, ghê quá, chạy lên đây, chạy lên thanh gỗ này nha, chuẩn bị chạy lên thanh gỗ này, trời ơi, sao khó lên dưới này, cái bàn phím anh bấm nó hơi bị cứng nha, các bạn thông cảm nha, để chờ ánh sáng nó qua đi rồi mình tiếp tục nha, chạy, ánh sáng kìa, ấy, đừng có đụng tôi, à, anh biết rồi, những cái ánh sáng đó là những người ngoài hành tinh, nó sẽ bắt mình đó các bạn, quay, té rồi, trời ơi, chuẩn bị, 1, 2, 3, quay, rớt nữa rồi, trời ơi, khổ quá, ai, từ từ nha, nhảy lên, đi nào, 1, 2, 3, ai, trời ơi, chết rồi, thua rồi, kiểu này là thua rồi, hết giờ rồi, kịp không, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nhảy, 1, wow, thành công rồi, thì là thú vị, cuối cùng cũng thành công rồi, chỉ cần các bạn không bỏ cuộc là các bạn sẽ thành công nha, phải gắn lì lên chút xíu nha, yeah, tiếp tục nè các bạn ơi, quay, round 3, round 2, tránh cửa di động để về đích, đạt được mục tiêu người thống lĩnh 3 dòng mà, ok, cảm ơn các bạn đã tặng phần thưởng cho anh nha, rồi bây giờ tiếp tục chơi cái trò này nè, cái trò này cũng khá là khó nha, bây giờ chạy nha, nào, cùng chạy nào, 1, 2, 3, cái trò này là các bạn phải nhảy qua những cái cửa nó sập lên, sập xuống, và những cái thanh ngang nó sẽ đẩy các bạn đi xa lắm, cho nên các bạn cứ chạy thật nhanh nha, canh cái cửa, đó, thấy chưa, nó đẩy hình cái xém lộ bản hồng luôn, ok, 1, 2, 3, ê, coi được, sao cái thanh ngang này nó nhanh quá, té rồi, trời ơi, lại, 1, 2, 3, nhảy, đúng rồi, qua kịp rồi, ok, chỉ còn 1, 2 chặng cuối thôi, cố lên nha, rồi, con gì đang trước anh vậy, nhảy, qua rồi, hay chưa, đến khúc này các bạn chú ý nè, cái này là khe hở nè, đó, thấy chưa, cái khe hở đó chứ không phải là cái màu trắng, màu vàng đâu, đó, một khe hở nè, rồi mình phải đợi chút xíu nha, nhảy qua nha, lấy đà cái nào, 1, 2, trời ơi, chỉ còn một bước nữa thôi là về rồi, lại thua nữa rồi các bạn ơi, thoát thôi, mệt quá, trời ơi, phần thưởng trò chơi 21 tiền sao, một cái cúp và hai cái dương miệng để làm gì không biết nữa, anh thu thập bữa giờ là 58 ngày không biết bao nhiêu cái dương miệng rồi đó nha, rồi ok, bây giờ ra ngoài chơi nha, không biết các bạn còn on game không nữa, rồi câu cá rồi quên, cho cái con lon ton ảnh ăn, con thú cưng nó ăn, nó đói bụng rồi, hôm qua nó bốc mùi, nó chua lét mà anh chưa tắm cho nó nữa, ok bây giờ chúc ngon miệng nha lon ton ơi, ủa chết trời, mua lộn cái chai rửa mặt cho nó, ủa nó thèm con gà kìa, nó hiện hình con gà các bạn thấy không, không, tôi cần mua đồ ăn đây, cái túi này phải không, 23 tiền sao, ăn đi con, ăn đi, 1, 2, 3, chúc ngon miệng ăn. Em đói, hoàn thành rồi nha, cho ăn rồi nha, đừng có đòi nữa nha, ôi đáng yêu quá lon ton ơi, ý các bạn đến chơi với anh này kìa, chào em. Ý có xe luôn kìa, ơi chở anh đi, lên xe bạn, chào em, cho anh quá vàng, lên xe, ủa sao không có nút bấm lên xe, nút đâu rồi, đúng rồi cái nút nè, à hình như là hên á, bạn bè nhau chứ mà không phải là bạn bè, không có nút bấm lên xe đâu ha, bây giờ chở anh ra biển nha, chở anh biển mua nước chanh, anh cần mua nước chanh cho hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, ai chở tôi vậy trời, đừng có giống như bạn nãy đang chạy xe hết xăng nha, đây là một chiếc xe hơi mua trần rồi, có vẻ là chiếc xe hơi này mấy chục ngàn tiền sao đúng không, à ủa chết rồi, cái anh bán chanh anh nghỉ bán hả tha, ủa cái anh bán nước chanh đâu ta, nhớ góc này đúng rồi, em chở đúng rồi đó, em cái em hiệu trưởng chở đúng rồi nè, nhưng mà cái góc bán nước chanh là góc nào ta, ê lạ ta, bây giờ chỉ anh đường đi, nước chanh đi đường nào, ồ lạ quá vậy, rồi bây giờ anh có rất là nhiều con cá luôn, chẳng lẽ đi bắn cá ha, đúng rồi nè, trời sao em thông minh quá vậy ta, quậy cái anh bán chanh này, bây giờ anh mở một cửa hàng lớn ở ngoài bãi biển luôn nè, wow làm ăn phát đạt dữ vậy bộ, tiếp tục nha,
À, mua nước chanh rồi, bây giờ uống chanh nữa là hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Uống chanh đó, uống. Chua lẹ cái chanh này. Ok, bây giờ mình đã hoàn thành được nhiệm vụ hằng ngày hôm nay rồi, rất là vui rồi nha. Yeah, để coi còn gì đâu. Những nhiệm vụ này tốn thời gian quá mà bây giờ anh hết thời gian để chơi game ngày hôm nay rồi. Bây giờ tìm một góc để ngồi nói chuyện với các bạn xíu ai. Anh có đôi lời nhắn gửi với các bạn nè. Chuẩn bị, lên đây, ngồi các ơi. Tập hợp 500 anh em, ngồi đây nào. Đúng rồi, vô rồi các bạn xanh lét ngồi trước mặt anh kìa. Vui quá đi các bạn ơi. Ây da, các bạn ơi, nhớ comment vào YouTube Lê Quân Nhân Official nha. Nhớ nha các bạn ơi, các bạn comment là các bạn được lên TV hết đó. Nhớ bảo vệ anh nha, hôm qua. Có thằng nó vô chửi quá trời luôn đó. Nhớ nha. Ai da, tự nhiên anh không có tặng quà cho nó mà nó cũng chửi anh nữa. Thiệt tình, bây giờ văn hóa ứng xử trên mạng kém quá đi à. Nhớ nha, bảo vệ anh nha. Ha ha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã xem ngày 58 chơi Play Together của anh. Nhớ cho anh một like, một subscribe và ấn